tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 28 tháng 11, đồng đô la Mỹ chuẩn bị cho một tuần giao dịch đầy biến động. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở 23.669 VND trên USD, giảm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Tỷ giá bán tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước là 24.840 VND trên USD. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.620 24.693 VND trên USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.850-24.852 VND trên USD. Trên thị trường chợ đen, đồng đô la Mỹ được giao dịch ở mức 24.924.970 VND trên USD. Tỷ giá euro tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước mua vào, bán ra giảm nhẹ ở mức 23.398 đồng 25.861 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 25.412 đồng, 26.565 đồng, Viettinbank.25.436 đồng, 26.546 đồng. Trên thị trường thế giới, đô la Mỹ iDEX đạt 106.180, tăng 0,24% vào lúc 6 giờ 34 phút ngày 28 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Hiện chưa thể khẳng định triển vọng ngắn hạn đối với đồng bạc xanh. Tuy nhiên, 1,05 là mức hỗ trợ quan trọng. Chỉ số DSI phải duy trì trên mức hỗ trợ này để có thể có cơ hội quay trở lại mức 108. Việc chỉ số này phá vỡ mốc dưới 105 sẽ gia tăng áp lực giảm đối với đồng bạc xanh. Có thể kéo chỉ số xuống mốc 104 và 103 trong những tuần tới. Trong trường hợp ngược lại, chỉ số này cần phải vượt qua mốc kháng cự 108 để lấy lại đà tăng lên mốc 109,50110 trong tương lai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đồng đô la Mỹ sẽ không giảm theo chiều thẳng đứng mà vẫn còn biến động tăng giảm liên tục những rủi ro lớn đối với các nền kinh tế toàn cầu như trung quốc tiếp tục theo đuổi chiến lược zero covid